cửa hàng đồ cũ châu Âu Mr. Tâm xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay thì ở cửa hàng chúng em đang có một đợt sale up cho cả hai chiếc đồng hồ tủ đứng đến từ thương hiệu Howard Miller. Nhìn sơ lược về cả hai chiếc đồng hồ tủ đứng này đều sở hữu kiểu dáng sang trọng, được thiết kế một đích độc đáo. Rất đẹp các bác. Và ở mẫu đầu tiên, mẫu đồng hồ tủ đứng đến từ thương hiệu Howard Miller với mã số model là 610415, thuộc dòng Ray-Ban Mahogany. Ở mẫu này thì với kích thước tổng thể với chiều cao là 2m15, bề ngang là 66cm, bề dày là 38cm. Mẫu này hiện tại ở cửa hàng chúng em đang được giảm giá ở mức giá là 39 triệu. Ở mức giá 39 triệu này thì ở cửa hàng chúng em sẽ bao ship toàn quốc, bảo hành cho các bác 2 năm về máy móc. Và nếu các bác nào muốn xem chi tiết hơn về cả hai chiếc đồng hồ này thì em có để đường link bên dưới phần mô tả, các bác phải nhấp vào đường link và xem chi tiết của chiếc đồng hồ này. Nội thất phía bên trong của chiếc đồng hồ đây. Mặt số đẹp. Ở mẫu này thì phần quả lắc có những hoa văn. Bây giờ em sẽ cho bác nghe tiếng chuông của mẫu này, đồng thời sẽ quay trực tiếp vào phần máy để bác xem. Xin nhắc lại giá của chiếc đồng hồ ở vị trí đầu tiên thuộc thương hiệu Howard Miller với mã số model là 610415, thuộc dòng Ray-Ban Mahogany. Ở cửa hàng chúng em đang giảm giá với mức giá là 39 triệu. Và đến mẫu thứ hai, thương hiệu Howard Miller với mã số model là 610698, thuộc dòng cao cấp Lamborghini. Mẫu này với kích thước tổng thể với chiều cao là 2m21, bề ngang là 58cm, bề dày 33,5cm. Và mẫu này thì ở cửa hàng chúng em đang được giảm giá với mức giá là 41 triệu. Với mức giá 41 triệu này thì cửa hàng chúng em sẽ bao ship toàn quốc, bảo hành 2 năm về máy móc tại cửa hàng. Và phần ngoại thất tổng thể của mẫu này thì rất là đẹp nha các bác, thuộc dòng cao cấp của hãng Howard Miller. Đây, mẫu này thì có rất là nhiều những chi tiết hoa văn. Đây, hình mỏ sò trước cửa và phía trên đầu. Và đặc biệt hơn thì ở mẫu này có phần 3 chế độ tắc âm, bao gồm là Night Off, Care và Silent, sẽ khác với mẫu đầu tiên. Mẫu đầu tiên thì không có chế độ Night Off, Care. Bên trong nội thất của chiếc đồng hồ đây các bác, phần mặt số cực kỳ sang trọng, tạ của quả lắc. Cả hai mẫu này trên quả lắc đều có những hoa văn nha các bác, rất là đẹp. Và bây giờ em sẽ vào phần nhạc của chiếc đồng hồ này, đồng thời em sẽ quay một phần máy, các bác nghe được trực tiếp âm thanh của chiếc đồng hồ.
Vậy em xin nhắc lại giá của mẫu đồng hồ ở vị trí thứ hai. Đây là thương hiệu Howard Miller với mã số model là 610698, thuộc dòng cao cấp Lamborghini. Ở cửa hàng chúng em đang giảm giá mức giá là 41 triệu. Đây các bác. Ở mẫu thứ hai này thì sẽ có phần nai ốp. Mức giá sẽ nằm ở 41 triệu và mẫu đầu tiên là không có nai ốp, mức giá là 39 triệu. Và các bác nào quan tâm và muốn sở hữu một trong hai chiếc đồng hồ này thì hãy nhanh tay gọi cho em đến số hotline 0909255303 hoặc 0909255303, hoặc ở đây thì cửa hàng chúng em ở số 280C Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 8 để xem một trong hai chiếc đồng hồ này. Và cảm ơn các bác đã xem video, các bác nhấn nút like và để đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình phát triển và để làm thêm nhiều những clip hay hơn các bác xem. Cảm ơn các bác.